Vâng, chị Điền chào bác nhá, chào mừng các bạn quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay bên em về cái lô hộp cơm đấy của Starbucks nhá. Đấy, cái dòng hộp cơm Starbucks cực kỳ xịn sò. Đó thì em sẽ quay video trực tiếp, quay chi tiết báo giá cho quý anh chị nhà mình. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Đấy, số em đây không nhá. Các bác liên hệ trực tiếp số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like nhá, cũng như nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới coi của bên em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết về sản phẩm cũng như báo giá các bác có nhá. Đấy thì hôm nay về cái lô hộp cơm của Starbucks này. Đấy, hàng này của nó là hàng thanh lý nhá. Đấy, cái dòng hộp cơm này thì là của công ty Starbucks. Starbucks thì một trong những thương hiệu về cà phê rồi là đồ ăn nhanh rất là nổi tiếng ở thế giới rồi và cũng cũng có mặt tại Việt Nam rồi có nhá. Đấy thì các bác cũng có thể là đi ra các thành phố lớn thì có thể nhìn thấy cái thương hiệu Starbucks này. Đấy, cái cửa hàng cà phê đồ ăn nhanh này. Đấy, cái biểu tượng cô gái này. Đấy, cực kỳ xịn sò. Đó thì cái dòng này là cái dòng hộp cơm để dành cho nhân viên của Starbucks nhá. Đấy thì bên em ôm lô thanh lý thì còn dư được một ít như này thì ôm lô thanh lý gửi đến các bác này. Đấy, các bác có thể là bác nào mà hay đi làm văn phòng ấy, hay đi công nhân ấy, thì các bác mua cái con này về thì rất là xịn sò, hàng của thương hiệu Starbucks luôn. Đấy, nói chung thì cực kỳ là ngon, xịn sò đúng như cái thương hiệu này các bác nhá. Đó đây tổng quan một chiếc hộp cơm đây, rất là ngon nhá. Đấy, có phần tay xách này mang đi mang lại dùng rất là tiện này. Đấy, tay xách mang lại mang đi mang lại này. Đấy, các bác xách đi xách lại rất là tiện luôn. Chất liệu của nó bên ngoài là nhựa nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh cực kỳ xịn sò chắc chắn. Bên trong thì là những cái khay thức ăn đó của nó là dạng hai tầng. Đấy, dạng hai tầng như này cũng nhá, dạng hai tầng như này đó. Quay xách nhá, nắp trên này là nắp trong suốt này, logo Starbucks này, chữ Starbucks này đó, cực kỳ xịn sò. Hàng này là hàng dành cho công nhân của Starbucks đấy nhá, nhưng mà bọn em ôm lô thanh lý thì nó còn dư một ít này thì ôm lô thanh lý gửi đến các bác. Đó đây. Chất liệu của khay này của nó là inox 34 luôn nhá. Đây này, có chữ inox 34 luôn này. Đấy, su 34 nhá. Đó, khay này là một cái khay dưới đựng thức ăn này. Đó. Thì bác có thể đi làm đựng thức ăn. Dưới này nữa thì là một cái đôi đũa. Đấy, một đôi đũa bằng nhựa nguyên sinh luôn nhá. Đấy, một đũa một lượng nhựa nguyên sinh. Và một chiếc thìa này. Đấy thì các bác mua combo này về vừa có đũa có xìa luôn để các bác sử dụng nhá. Còn khay dưới này khi bác mở ra dưới này thì lại một cái ngăn nữa nhá. Đấy, lại một cái ngăn nữa này. Đây, em chỉnh máy xuống cho nó dễ nhìn. Đó, lại một cái ngăn nữa nhá. Đây, lại một ngăn nữa này. Đó, cực kỳ xịn sò. Cũng su 304 luôn nhá. Đây, inox cực kỳ dày dặn chắc chắn các nhá. Đó đây, khay nhựa dưới. Thì khay trong nó đựng thức ăn là bằng inox thì các bác rất là dễ vệ sinh và nó rất là an toàn đối với lại thực phẩm các thứ. Các bác để đồ nóng, đồ nguội là ok luôn. Đấy, các bác để những cái đồ nhựa thì các bác để đồ nóng thì có thể là nhựa nó ra thì nó hơi nguy hiểm, như con này thì khay của nó là khay inox luôn nên là các bác yên tâm sử dụng, các bác để đồ nóng thoải mái cho em luôn. Đó thì hai tầng thì các bác có thể để thoải mái, dưới này các bác để cơm này, trên này các bác kết hợp để canh để thức ăn đấy, đồ ăn. Rồi là có thể là quả này các bác xách mang đi mua phở mua phiếc các thứ được, dùng rất là tiện nhá. Đấy, dùng cực kỳ là tiện lợi ngon này. Đấy, có đi kèm cho mình là một cái đôi đũa và một chiếc thìa. Đó thì em sẽ lắp vào để đo về cái số đo tổng quan nhá. Đấy, về cái số đo tổng quan. Đấy, có phần khuy cài này. Đấy, khuy cài các bác mở lên như này là sẽ nhấc lên như này. Đấy, và các bác đóng này thì nó sẽ cài tất hai ngăn vào như này. Đấy, không thể rời được và các bác xách đi rất tiện luôn. Một hộp cơm nhá. Đấy, nhìn nó rất là sang xịn mịn nhá. Đây, nhìn nó rất là sang xịn mịn. Đó, rất đẹp nhá, rất sang trọng và lịch sự các bác nhá. Đấy. Cái con này thì dung tích của nó là 1400 ml nhá. Đấy, dung tích là 1,4 lít nên là các bác dùng thoải mái luôn nhá. Dung tích 1,4 lít khá là to rồi. Các bác mang đi làm văn phòng dùng con này rất ok. Hàng gửi đến tay các bác thì sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đấy, hàng của nó vẫn là hàng nguyên hộp luôn nhá. Hàng mới nhá, hàng mới để nó tặng nhân viên đấy cũng nhá. Đấy, hàng mới của nó tặng nhân viên luôn, cực kỳ xịn sò con này. Đây thì em sẽ đi vào đo về cái phần kích thước của nó này. Con này đi cái phần chiều dài của nó là đi 20 nhá. Chiều cao của nó là 10 này. Đấy, chiều cao của nó là 10. Phần bán rộng này, bán rộng của nó là đi 11 cơ nhá. 11 này. Đấy, bán rộng của nó 11. Đấy, nói chung là rất là vừa xinh. Đấy, vừa xinh cho chị em rồi là cho anh em mình đi công nhân đi văn phòng dùng rất là tiện luôn. Đi kèm thêm combo có cả đũa xìa các thứ đầy đủ, full combo bộ sản phẩm như này. Đó, rất là nhiều món các bác nhá. Đây. Rất là nhiều món để thoải mái các bác sử dụng luôn nhá. Đó, khay đồ các kiểu luôn nhá. Đầy đủ hết luôn này. Đấy. Rất nhiều món nhá, rất là hoành tráng luôn. Đó, thì một cái bộ sản phẩm như này. Đó, thì các bác lên mã cho là cái hộp cơm Starbucks các nhá. Đó thì các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là cái hộp cơm xanh đi cho nó dễ lên mã nhá. Đấy, hộp cơm xanh. Đấy, hộp cơm xanh này. Đây, hộp cơm xanh. Cái hộp này thì bên em đang bán giá là đi 200
70k một hộp này. Và bên em sẽ bao ship tận nhà cũng nhá. Đấy 270.000 cho hộp cơm xanh này, bao ship tận nhà. Hàng gửi đến tay bác là hàng nguyên hộp như này nhá. Đấy các bác mua về có thể là biếu tặng làm quà, rồi có thể là mua về cho mình đi làm đi chơi, rồi là đi du lịch, rồi là cho con cái nhà mình mang đi học đi hành, đựng cơm đựng nước rất là tiện lợi nhá. Đó một cái hộp cơm cực kỳ chất lượng, hàng thương hiệu luôn nhá, chứ không phải là hàng chợ hàng trước gì các bác nhá. Đấy hàng thương hiệu Starbucks rất là nổi tiếng. Đấy cực kỳ nổi tiếng. Đó rất ok. Đây là về cái dòng sản phẩm hộp cơm như này. Đấy hộp cơm xanh 270.000 hộp và bao ship tận nhà. Đó thì bác có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này cứ vui lòng liên hệ trực tiếp các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái dòng ấm siêu tốc này. Đấy bên em về tiếp tục cái lô ấm siêu tốc của Đức các bác nhá. Đấy thì cái dòng này dung tích của nó là đi 1.8 lít nhá. Đấy dòng của Kaisa Villa Made in Germany này. Đấy, dòng này thì nó là dòng hàng nhập khẩu nguyên chiếc nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó hàng rất là dày dẫn. Hàng của nó là chất liệu inox 304 ruột trong nhá. Đây. Ruột trong là inox 304 này. Đấy, dung tích 1.8 thì rất là to tát, các bác về đun thoải mái luôn. Đây. Đấy, ruột trong inox 304 sáng loáng luôn các nhá. Đấy, thân ấm thì là dạng của nó thân ấm hai lớp, một lớp inox bên trong, một lớp nhựa bên ngoài để chống nóng nhá. Đấy, chống nóng khi các bác dùng, các bác đun. Đấy, nó không bị nóng, dùng nó nói chung nó là an toàn. Đấy, tay cầm thì là dạng chống trơn trượt các nhá. Đấy, nút bật tắt rất là tiện lợi này, ngay tay cầm luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi. Xịn sò luôn các nhá. Cái con này thì cái phần miệng ấm của nó này, đấy nó thiết kế kiểu dạng này là dạng miệng ấm thiết kế chống tràn các nhá. Đấy, dạng miệng ấm thiết kế chống tràn. Ngoài ra thì là cái đèn báo nó ở cái thân này các nhá. Đấy, đèn báo thì nếu mà thường thường thì đèn báo nó sẽ ở đây. Nhưng mà ở dưới này, đấy hoặc là ở dưới phần dưới này này thì các bác rất là khó nhìn, nhưng con này nó thiết kế tầm giữa giữa này. Các bác nhìn nó rất là dễ luôn. Các bác cắm vào thì nó sẽ thấy đèn báo ở đây. Đấy, rất là dễ thấy luôn nhá. Đấy, chất liệu inox 304. Con này công suất thì của nó là 1.500W các nhá. Đấy, nó dùng điện 220. Đó, dùng điện 220 và dung tích là 1.8 lít. Đấy, dung tích 1.8 lít. Một cái con ấm này cầm rất chắc, nó phải nặng khoảng tầm 1 cân đấy các nhá. Nặng khoảng tầm 1 cân luôn. Đó đây, đít đế rất là ngon nhá. Đồng thau luôn này, cực kỳ ngon, xịn sò. Đây, hàng của Kasai Villa Made in Germany này. Đó, có logo nhá. Đấy, logo con sư tử này. Đó đây, còn đây là cái phần đế nó này. Đấy, đế thì chất liệu nhựa luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn dày dẫn này. Đó đây. Phích cắm dây cắm ngon lành luôn nhá. Đó, ngon lành, xịn sò. Đây là về cái dòng ấm siêu tốc bên em. Đó, về dòng ấm siêu tốc. Đợt này thì về số lượng có hạn thôi. Hàng này thì nó không có nhiều đâu nhá. Đấy, hàng không có nhiều đâu. Về số lượng cực kỳ có hạn. Đó, rất là xịn sò và rất là ngon. Hàng của nó là dạng hàng nhập khẩu nguyên chiếc luôn từ Đức các bác nhá. Đấy, của Kasai Villa. Đó thì dung tích 1.8 lít em sẽ đi báo giá nhá. Đó, các bác lên mã cho nó cái dòng sản phẩm là ấm nước siêu tốc của Đức. Đấy, công suất là 1.500W. Đấy, và chất liệu là nhựa, một lớp nhựa bên ngoài và inox bên trong. Đấy, dạng hai lớp nhá, chống nóng chống bỏng cực kỳ chắc chắn, dày dặn luôn. Đó, một cái màu xanh rất là đẹp này, nó thiết kế những cái vân vân này, các bạn nhìn này, rất đẹp luôn nhá, cực kỳ xịn sò. Đó, tay cầm thì rất là chắc chắn, nút bật tiến lại, rồi là phần này nó thiết kế chống tràn. Đó đây, cái phần mở nắp thì các bác đẩy lên chưa, đẩy lên này, đó, nó sẽ lên, và đóng thì các bác thả là tự động nó đóng xuống này. Đấy, đẩy cái này lên, đó, đẩy sang nó sẽ lên. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Đó đây các bác lên mã cho em cái dòng sản phẩm là ấm siêu tốc của Đức. Đấy, ấm siêu tốc của Đức nhá. Ấm siêu tốc của Đức đi. Bên em đang bán cái dòng sản phẩm này với giá là đi 370.000 cho một con. Đó, và trong video này thì bên em ưu đãi bao ship tận nhà các luôn nhá. Đấy, các bác lên mã cho ấm siêu tốc của Đức 370.000 một con và bên em sẽ bao ship tận nhà. Đấy, hàng là hàng nhập khẩu nguyên chiếc luôn nhá. Hàng nhập khẩu nguyên hộp luôn. Của Kasai Villa, đó Made in Germany này. Đó, cực kỳ chắc chắn, xịn sò, ngon lành. Đó, rất là ok luôn nhá. Đấy là về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc bên em. Đó thì bác nào có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này cứ vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh các nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái dòng mỏ hàn tự động này. Đấy, bên em về tiếp tục cái dòng lô mỏ hàn tự động nhá, cực kỳ xịn sò và ngon. Đó, dòng này dòng mỏ hàn tự động. Đó, công suất của nó là đi 60W nhá. Đây, Style Japan. Cực kỳ xịn sò và ngon nhá. Đấy, chân dẹt đúng chân Nhật luôn nhá. Đó đây. Đó đây, tổng quan là cái con mỏ hàn đây. Đó, con này thì cái phần thiếc của nó sẽ đưa vào đây và nó sẽ chạy vào đây, và khi các bác bấm này thì thiếc nó sẽ đùn ra này. Đấy, thiếc nó sẽ đùn ra thì các bác không cần phải cầm dí thiếc, cầm tay các bác dí thiếc như cái dòng kia nữa. Các bác đỡ đây, nó sẽ đây này, em đang đùn ra này, các bác nhìn này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, nó đang đùn lên các bác nhá. Đấy, nghĩa là các bác dùng nó các bác chấm, các bác dín đấy. Đó, dín đấy. Đó, rất xịn sò nhá. Cực kỳ ngon, chất lượng, công suất là đi 6W và nó dùng điện 220 bình thường nhá. Đấy. Nói chung là cái dòng này là dòng mỏ hàn tự động. Dành cho những cái bác nào mà mới hàn ấy, các bác không quen tay thì các bác dùng con này rất là ok.
Đấy thì các bác cứ dùng đến đâu các bác đun lên đấy. Đấy dùng đâu các bác đun lên đấy này. Đây dùng đâu các bác đun lên đấy. Đấy rất là tiện lợi nhá. Về thì con này các bác khi mà các bác luồn cái thiếc vào thì các bác lựa các bác luồn luồn vào các bác đẩy ra cái lỗ này. Các bác lấy cái que các bác lựa vào cho em. Các bác lựa vào thì các bác sẽ thiếc nó sẽ từ đấy nó sẽ ra. Và các bác đi kèm thêm thì nó sẽ có cái nắp như này. Các bác về các bác cậy cái nắp ra, các bác cho thiếc các bác đùn thiếc vào, các bác lấy cái lẫy các bác đẩy vào. Và khi mà các bác đẩy xong rồi thì các bác đậy cái nắp này vào cho em. Đấy để cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng điện đó có thứ nó nguy hiểm. Đó. Thì con này dùng rất ok. Đấy nói chung dùng rất tiện các bác thấy không? Em đang đùn ra này, đây. Đang đùn ra này các bác này. Đấy nó đang đẩy ra này, thiếc thiếc đang đẩy đấy các bác nhá. Đây này thiếc đang đẩy này. Đó thiếc đang đẩy đấy các bác nhá. Đó rất là hay. Đó rất là xịn sò nhá. Nói chung là con này dùng rất ok. Đấy các bác lên mã cho mấy cái con mỏ hàn tự động. Công suất của nó là 6W nhá. Đấy dây dợ các thứ đầy đủ này, công suất là 6W. Cái con mỏ hàn tự động như này thì bên em đang bán giá là đi 200k một chiếc nhá. Đấy 200k một chiếc. Và trong video này thì bên em sẽ bao ship tận nhà luôn. Đấy thì các bác lên mã cho nó mỏ hàn tự động đi. 200.000 cho chiếc mỏ hàn tự động này và bao ship tận nhà. Đấy, hàng thì cực kỳ chắc chắn nhá. Tay cầm các thứ nhá, nhìn nó đúng như một cái con mỏ hàn cổ xưa, cái con mỏ hàn cổ to ấy. Đấy, con này đúng như thế luôn. Đó, 200.000 cho chiếc mỏ hàn tự động này. Và bao ship tận nhà nhá. Cái đường thiếc thì nó sẽ từ đây qua cái bánh xe này và sẽ đùn thiếc ra. Đó thì dùng rất là tiện luôn đây. Đó dùng rất ok nhá. Đấy là về cái dòng mỏ hàn thiếc tự động bên em đang phân phối 200k cho một chiếc và anh em sẽ bao ship tận nhà các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác là cái dòng cân tiểu ly. Đấy dòng cân tiểu ly của Đức nhá. Đây logo Wailing hình hai thằng người. Con này thì các bác dùng cho bác cân nhà bếp rất là hay. Đấy các bác có thể cân thức ăn này, đấy, cân định lượng nhá, các bác cân định lượng ví dụ là các bác nấu công thức ăn này, các bác cân định lượng ví dụ là bao nhiêu gam đường, bao nhiêu gam muối, rồi là bao nhiêu milit mì chính, nước mắm các thứ rồi, các bác cân định lượng, đó, rồi là bột mì, mì chính các thứ rồi. Nói chung các bác cân nhà bếp hoặc là cân tiểu ly, cân dạng kiểu cân gam, cân nhỏ thì rất ok. Con này thì cái mắc của nó tối đa của nó là 10 kg các nhá, đấy, cân mắc tối đa là 10 kg. Thì nó có các chế độ đơn vị như là đây, em sẽ bấm lại từ đầu bác xem này, gam đầu tiên này. Đấy, tiếp theo thì là OZ này, OZ này thì em không chưa tìm hiểu. Đấy, rồi là milit nhá. Đấy, con này có một cái cân rất hay là các bác chỉ là đo đong milit ở đây. Đấy các bác cân milit nhá. Đấy, rồi là các bác đo CT này, CT này thì em không rõ. Đó, rồi là kg nhá, là rất là phổ thông luôn. Đấy, thì có ba cái đơn vị đo chính là kg, gam này. Đó, rồi là mili và kg. Đấy ba cái đơn vị đo phổ thông rất là ok của Việt Nam rồi. Đó, đây. Ở đây nó sẽ nút Ulti này là cái nút chỉnh các chế độ các bác đo gam hay là đo các đơn vị gì các bác chỉnh ở đây. Ngoài ra có nút on off và tắt này. Đấy, nút on off và tắt là các bác có thể xóa hết đi. Con này thì nó rất là hay. Đấy, nó rất là hay khi mà các bác cân ấy thì các bác cân thì nó sẽ là các bác có thể là chỉnh các chế độ ở đây thì nó sẽ hiện lên cái bảng điện tử này. Đấy thì các bác nhìn số rất là rõ và rất là rõ, nhìn nó rất là dễ nhìn nhá. Con này thì nó sẽ sử dụng hai cái viên pin con thỏ như này. Đấy về thì các bác dùng lắp hai viên pin con thỏ này vào các bác dùng thôi. Đấy lắp hai viên pin con thỏ các bác dùng thôi. Đấy và các bác dùng, các bác sử dụng. Các bác lưu ý là cái dòng này khi mà các bác cân là các bác phải để những cái chỗ nó bằng phẳng thì các bác cân nó mới chuẩn các bác nhá. Đấy để những cái chỗ mà nó bằng phẳng thì các bác cân nó mới là chuẩn. Đó, còn các bác mà cứ để nó bị bấp bênh hay xô dịch thì cân nó không chuẩn đâu nhá. Đó, thì đây, sẽ cân thử bác xem này. Đó đây, ví dụ em đang cân với cái con dao này này. Đây luôn nhá. Đó. Đấy. 47mm em đang để nhầm đơn vị nhá. Em sẽ bấm sang cho bác xem những cái đơn vị khác này. Đấy, đây. Đây, gam này, 47g nhá. Đấy, 47g này. Đó, 47g nhá. Đấy, rất ok. Đây em sẽ cân sang cái khác này. Đây, ví dụ cân cái con dao này chẳng hạn này. Đây. Đó, có thấy không? 81g nhá. Đấy, 81g. Nói chung là các bác cân cân định lượng, cân tiểu ly, cân công thức đồ nấu ăn các thứ ra thì dùng rất là tiện luôn. Đó thì đấy thì các bác lên mã cho là sản phẩm là cân tiểu ly nhá. Đấy cân tiểu ly. Đó để cho nó sẽ biết có nhá. Đấy cân tiểu ly. Bên em đang bán cái dòng sản phẩm này với giá là 250k một con. Đấy và trong video này thì bên em cũng sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy bao ship tận nhà luôn, cân tiểu ly nhá. 250.000 cho một con cân tiểu ly này và bao ship tận nhà nhá. Hàng cực kỳ ngon lành chắc chắn, hàng của Đức luôn nhá. Đấy logo Wailing này, made in Germany này. Đó hình hai thằng người. Đó có các đơn vị đo cân kiếc chắc chắn ngon lành có nhá. Đó đây. Sử dụng có hai viên pin con thỏ thôi nên là dùng rất ok luôn. Đó, 250k một con nhá và bao ship tận nhà thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em vẫn còn cái dòng bộ nồi Đức 6 món này các nhá. Đấy cái bộ nồi Đức 6 món này cực kỳ xịn sò chắc chắn. Đó đây, hàng gửi đến tay các bác là hàng sẽ nguyên hộp như này các nhá. Đây,
Đó, em đã đập hộp và em bày ra đây để tí quay cho bác xem nó tiện nhá. Hàng gửi tay bác sẽ là hàng nguyên hộp nha. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng Cờ Đức chưa? Đó, Made in Germany này. Đó thì nó sẽ gồm có là 6 cái bộ xoong nồi chảo trước như này. Đấy, thì đi kèm đầy đủ, có vung viếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây. Đó thì đây tổng quan cái bộ của nó đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái xoong to, ba cái xoong nhỏ vừa vừa, một cái phần như kiểu là các bác có thể là nấu cháo, nấu bột cho trẻ này. Đấy, rồi các bác có thể là tiện là các bác làm luôn bát phở, các bác nấu luôn tí nước phở ở đây này. Đấy, làm ví dụ nấu nước là pha bát mì tôm đây vào những cái xoong nhỏ này rất là tiện này. Đó, rồi một cái chảo rán nhá. Chảo rán là chảo dạng tráng đá nhá. Đấy, chảo đá tráng một lớp nano bạc chống dính nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Cái dòng bộ nồi này thì các bác lưu ý là các bác có thể là đun mọi loại bếp đấy, từ bếp từ, bếp điện, bếp ga, bếp hồng ngoại, nói chung là các bác chiến hết các loại bếp cho em, thậm chí là các bác đun bếp củi ok luôn đấy, nói hơi quá thì các bác có thể đun bếp củi ok luôn đó. Thì đây tổng quan một cái bộ này rất là đẹp, nói chung là các bác bộ này các bác mua về dùng sử dụng gia đình nhà mình dùng rất là ok đấy, rồi có thể là mua về biếu tặng các kiểu luôn nhá. Đó, hàng của nó đi kèm có vung viếc các thứ đầy đủ đi kèm này. Đấy, vung viếc này. Đó, đây có logo logo nhá. Hàng sáng choang luôn nhá. Tay cầm rất là tiện này. Đó, tay cầm rất là tiện. Các bác nếu mà các bác đi tham khảo vào siêu thị ấy, thì giá đi em đợt này đang giảm cực kỳ tốt luôn. Đấy, giảm cực kỳ tốt luôn nhá. Giá đợt này đang giảm cực kỳ tốt. Các bác đi siêu thị một cái bộ này thì người ta đang bán khoảng tầm là đi 1 triệu cho đến 1 triệu 2 một cái bộ như này. Đấy, đây. Hàng các bác dùng các loại bếp luôn nhá, chữ dập chìm bên dưới này, hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, cái nồi nào cũng như thế luôn, cái phần đít rồi là cái phần thân của nó rất là dày. Đấy, chất liệu là inox 34 rất là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đây, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, các bác nhìn đẹp, nó đẹp từ cái vùng đẹp đi này cho đến cái phần tay quai này, nó tay quai rồi là thân thân xoong đít xoong này, đẹp dã man luôn, dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, bộ này thì nói chung là các bác cứ nhận hàng kiểm tra phải gọi là mê luôn luôn nhá. Đây, nguyên cái chảo này các bác đã dùng này, cái chảo này nó vừa có vung này, các bác rán nó rất là tiện, mỡ miếc các thứ rồi dầu trước nó không bị bắn ra này, rồi là dạng chảo chống dính luôn nhá. Đấy, dạng chảo chống dính luôn đó. Thì tổng quan thêm một cái bộ của nó đây, nó sẽ gồm có là đi 2 4 6 món nhá, 2 4 6 món, gồm có 2 4 5 xoong một chảo nhá. Đấy, 5 xoong một chảo, hàng gửi đến tay các bác sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đấy, dung tích thì nó sẽ có cụ thể ở đây nhá. Đấy, dung tích có cụ thể luôn, 2 lít 1, 2 lít 9 này, 3 lít 9 này, một cái nồi to nhất của nó là 6 lít 6 nhá. Đấy, thì các bác có thể là đây ví dụ như đây, con này là con nồi to nhất này, con này thì các bác có thể là thoải mái là phang một con gà khoảng tầm 3 cân vào đây các bác luộc cho em thoải mái luôn, cực kỳ sâu lòng. Một cái nồi này của nó là nồi 6 lít này. Đấy, cực kỳ to tét chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ to tét chắc chắn luôn. Đó, con này các bác luộc con gà, con vịt khoảng tầm 3 4 cân vào đây cho em ok luôn. Đó, rất là xịn sò nhá. Đấy, rồi là mua về biếu tặng, biếu bố biếu mẹ, rồi là biếu người thân gia đình nhà mình, làm món quà cũng rất là ý nghĩa cũng nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho là cái bộ nồi Đức 6 món. Đấy, thì đợt này bên em đang bán giá cực tốt luôn, giá gọi là giá tri ân. Đấy, giá là chỉ có 880.000 cho một cái bộ nồi Đức như này, và em sẽ bao ship tận nhà cũng nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn đó. Riêng cái bộ nồi này thì các bác thông cảm là bộ này các bác phải cọc cho em 100, thì bên em mới đi đơn cơ nhá. Đấy, các lưu ý là bộ nồi thì phải cọc giúp cho em 100 thì bên em mới đi đơn, vì hàng của nó là hàng cồng kềnh, hàng dễ vỡ nhá. Đấy, mà giá thì cực kỳ là tốt rồi, giá là chỉ có 880.000 cho một cái bộ nồi này thôi, và anh em sẽ bao ship tận nhà luôn nhá. Đấy, nguyên một cái thùng này thì ship nó mất khoảng tầm là đi đâu đấy, là khoảng tầm là đi 6 cho đến 70.000 rồi. Đấy, một cái thùng này rất là nặng bằng này nồi cơ mà. Đấy, thì nó rơi khoảng tầm là đi khoảng tầm một yến rồi, khoảng tầm chục cân luôn nhá. Đấy, rất là nặng luôn vì nồi của nó rất là dày các nhá. Đấy, thì đây tổng quan một cái bộ nồi đây nhá, hàng nguyên hộp gửi đến tay bác 880.000 một bộ và bao ship tận nhà nhá. Hàng các bác lưu ý là bộ nồi này các bác cọc giúp em 100. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác là cái dòng đu đèn lò xo này. Đấy, bên em vẫn còn cái dòng đu đèn lò xo gửi đến các bác nhá. Đấy, con này thì dạng này của nó là dạng đu đèn di động nhá, nếu mà nói chuẩn thì là dạng của nó là dạng đu đèn di động, thì các bác có thể là dùng mang đi mang lại dùng rất là tiện luôn. Đấy, vì dạng của nó là dạng phích cắm mà. Đấy, thì các bác lắp bóng đèn vào đây và các bác cắm thì các bác lúc nào dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi. Đấy, rất là tiện nhá, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì các bác di động các bác mang đi đâu cũng được. Đấy, rút ra cắm vào chỗ khác đấy dùng, ví dụ là công việc, trong nhiều công việc hoặc các bác cần di chuyển thì các bác mua này rất là tiện luôn. Cái phần đầu này của nó này dạng lò xo này,
cái bác xoáy này. Đấy, các bác có thể bẻ cong dùng rất là tiện lợi luôn nhá. Đấy, bẻ cong các kiểu luôn. Rất là tiện lợi, xịn sò ngon lành về cái dòng đuôi đèn lò xo như này. Đó, có nút tích hợp nút công tắc bật tắt. Đấy, dùng thì các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi. Đấy, cũng rất là tiết kiệm và an toàn. Đó thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm đuôi đèn lò xo. Các bác nhớ mã cho em là đuôi đèn lò xo nhá, vì bên em có mấy mã cơ. Đấy, đuôi đèn lò xo. Bên em đang bán cái sản phẩm đuôi đèn lò xo này với giá là chỉ có 50k trong một chiếc đâu nhá. Đấy, giá cực tốt luôn. 50.000 trong chiếc đuôi đèn lò xo đâu nhá. Đấy, 50.000 trong chiếc đuôi đèn lò xo này, cực kỳ xịn sò ngon lành, đa di năng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng bàn chải vàng. Đấy, bàn chải lọ vàng của Good Duck này. Good Duck thì một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng về cái đồ dùng. Đấy, rất nổi tiếng của thương hiệu thế giới rồi. Đó, một cái bộ bàn chải 8 cái luôn nhá. Đấy, một cái bộ bàn chải 8 cái này. Đây. Đấy, cực kỳ là màu mè, các bác có thể là mua về tặng con cá nhà mình dùng. Đấy, kích thích cái việc đánh răng của các con nhà mình, rồi là các bác dùng cho người lớn ok luôn. Con này các bác dùng cho trẻ em, người lớn ok luôn nhá. Đây, em sẽ lấy một cái để cho bác xem thực tế này. Đó, đây. Lông thì cực kỳ là mềm nhá. Đấy, lông cực kỳ là mềm. Đấy, lông cực kỳ là mềm này. Đấy, lông rất là mềm nhá. Đây. Đấy, lông rất là mềm nhá. Đó, rồi là có tay cầm chống trơn trượt này. Đấy, rồi ngoài ra ở đây sẽ có cái phần là cái phần cạo lưỡi. Đấy, rất là nhiều bác thích cái món cạo lưỡi này thì ở con này nó sẽ có cái phần cạo lưỡi, cạo đấy cũng có này. Đấy, rồi cạo đây này, rồi là ngoài ra ở phần này nó cũng có luôn này. Đấy, rất là hay nhá, đa di năng, một chiếc bàn chải cực kỳ là cứng cáp dày dẫn. Đó, lông cực kỳ là mềm. Nói chung là cái bộ bàn chải này các bác mua về giá cực tốt luôn nhá. Đấy, giá hôm nay em gửi đến các bác là cực tốt luôn. Thì các bác lên mã cho em là cái bộ bàn chải vàng. Một cái hộp này gồm sẽ gồm có 8 cái nhá. Đấy, 8 cái. Thì bên em đang bán cái bộ bàn chải vàng 8 cái này với giá cho các bác là đi 100k. Và trong video này thì bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Các bác lên mã cho là cái lọ bàn chải đi. Đấy, lọ bàn chải 8 cái này. Đấy, lọ bàn chải nhá. Lọ bàn chải 100k trong cái lọ như này và bao ship nhá. Tính ra thì rất là rẻ luôn, nguyên một cái tiền ship một cái lọ này thì nó rơi khoảng tầm là đi 30.000 một lọ rồi. Đấy, 30.000 một lọ rồi thì là còn có 70.000 mà các bác nhận về 8 cái bàn chải định trong một cái lọ như này. Đấy, đa chức năng, vừa có thể đánh răng vừa cạo lưỡi này. Đấy, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi nhá. Đó thì giá thì chưa đến 10.000 một cái bàn chải luôn nhá. Các bác ra ngoài quán các bác mua là một cái bàn chải nó xịn xịn ngon ngon đã rơi khoảng tầm là đi 15.000 một cái rồi. Đó thì đây, giá chỉ có chưa đến 8.000 một cái luôn nhá. Hàng chuẩn chính hãng, có tem 7 màu các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Mã cốt, mã vạch đầy đủ gửi đến các bác nhá. 100.000 trong cái lọ bàn chải như này. Kính lúp nhá. Đấy, hàng bên em mới về. Đấy, cái dòng kính lúp này, nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đây. Đó, dòng kính lúp các nhá. Đây, Quatili Japan này các bác này. Quatili Japan cực kỳ ngon. Đó, con này thì nó sẽ có một cái dòng kính chính này. Đó, ở đây thì sẽ có một cái kính phụ này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có ba cái bóng đèn trợ sáng nhá. Đấy, ba con điện bóng đèn trợ sáng. Con này thì các bác dùng làm rất là nhiều việc, các bác nào dùng hay dùng thợ kim hoàn rồi các bác thợ sửa chữa ấy, những cái dạng linh kiện nhỏ đấy các bác dùng con này rất ok. Đấy, soi thì nhìn rất là rõ luôn nhá. Đấy, soi nhìn rất là rõ luôn này, các bác nhìn này. Đấy, phóng đại nhá, rất rõ luôn nhá. Đây, các bác đợi chút này. Đấy, rất rõ luôn nhá. Đây này. Đấy, sắc nét luôn nhau nhá. Đấy, sắc nét luôn này. Đó, đây này, sắc nét luôn này. Đấy, có thấy không, rất ok luôn nhá. Đấy, đấy là về cái dòng kính lúp bên nhau nhá. Đấy, kính lúp bên nhau. Đấy, con này giờ em sẽ lấy pin và test bác xem này. Đấy, cái dòng này ngoài chức năng là kính lúp rồi, nó có một cái rất là hay là nó có cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, nó có đèn trợ sáng này, rất là xịn sò luôn. Nói chung là các bác dùng trong những cái môi trường tối thì dùng con này cũng ok luôn. Đấy, con này nó sẽ sử dụng 3 cái viên pin con thỏ này thôi. Thì các bác cứ lắp đặt 3 viên pin này vào nhá. Đấy, lắp đặt 3 viên pin vào. Đấy, đây em đang lắp đặt thử này. Đấy, lắp đặt 3 viên pin về các bác mua pin các bác lắp vào nhá. Đấy, mua pin các bác lắp. Các bác cứ lắp pin vào các nhá. Đấy, và các bác bật tắt ở đây. Đấy, đèn thì cực kỳ sáng luôn nhá. Các bác nhìn này. Đấy, nói chung là các bác soi chữ, soi nghĩa rồi các bác soi nói chung là những cái linh kiện điện tử rồi các bác soi làm đồ nghề kim hoàn rất ok luôn nhá. Đây. Đấy, rất là ngon này cả nhà luôn. Một cái dòng kính đúp nhá. Đấy, một cái dòng kính đúp rất xịn sò và rất là ngon. Đó, rất ok luôn nhá. Đó, rất xịn sò, rất ngon luôn nhá. Đấy, có đèn trợ sáng đầy đủ luôn nhá, sáng trưng luôn này. Đấy,
Đấy thì đây là cái dòng kính lúp bên nhau nhá. Đấy dòng kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Đấy dòng kính lúp có đèn trợ sáng. Nói chung là con này thì nhìn rất là rõ luôn. Đây. Đấy, nhìn cực kỳ rõ nhá. Đây. Em đang nó hơi khó cầm tay nên là. Nói chung là nhìn rất là rõ luôn đây. Đấy, lấy cái này là nhìn là rất là rõ đây này. Đấy, tăng cường thêm tí đèn vào nữa là sáng ngon lành ngay quá nhá. Đấy, sáng ngon lành ngay này. Đấy, rất rõ luôn nhá. Đấy, rất rõ luôn. Đó. Từng chi tiết luôn quá nhá, từng chi tiết luôn. Đó, rất ok. Đấy, đấy là về cái dòng kính lúp có đèn trợ sáng nha. Đấy, hàng chuẩn Nhật luôn nhá. Đấy, quality Japan này, cực kỳ ngon, xịn sò quá nhá. Đấy, rất là dày quá nhá, rất là dày. Thị trường đã bán những cái dòng này rất là nhiều nhưng mà dạng của nó, kính của nó rất là mỏng quá nhá. Con này các bác cứ nhận hàng kiểm tra với em. Đấy, riêng hàng cho em. Em đảm bảo các luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra luôn, cầm cái kính nó rất là nặng quá nhá. Đấy, cầm cái kính nó rất là đầm tay quá nhá. Đấy, rất là nặng luôn. Đó thì em sẽ đi và báo giá nhá. Các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là cái dòng kính đúp. Kính lúp nhá. Đấy, kính lúp có đèn. Đấy, hoặc là kính lúp cũng được. Đấy, vì bên em có một mã kính lúp rồi thôi. Đấy, kính lúp. Cái con sản phẩm kính lúp này thì bên em đang bán giá là 130k. Đấy, và trong video này thì bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy, bao ship. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm kính lúp có đèn báo này. Đấy, có đèn trợ sáng này. Đó, 130k một sản phẩm này. Và bao ship luôn nhá. Đấy, con này thì dùng thì các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi nhá. Đấy, có công tắc đầy đủ hết luôn. Ba bóng đèn nhá, nó có cả kính chính và kính phụ đầy đủ luôn nhá. Dùng 30 pin này. À, các bác lưu ý là cái giá 130 trên là không bao gồm pin các bác nhá. Đấy, không bao gồm pin. Về các bác tự mua pin lắp. Đấy, về các bác tự mua pin lắp, bên em không bán pin kèm. Đó, bên em bán chỉ nguyên một cái cây kính như này thôi. Về các bác dùng thì các bác mua pin vào lắp, không dùng thì các bác cứ để không là các bác dùng được, không vấn đề gì cả. Nói chung là có cái đèn vào thì nó rất là nhiều việc, nó rất là tiện, các bác có thể là soi giờ tối hoặc là các bác soi những linh kiện nhỏ các bác cho tăng cường thêm một ít ánh sáng vào thì các bác nhìn nó rất là dễ nhìn. Đó, rất xịn sò, rất là ngon luôn nhá. Đấy, kính lúp Nhật các nhá. Đấy, 130k và bao ship các bác nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về cái lô vòng hoa sen nhá. Đấy, vòng gỗ hoa sen này. Đấy, vòng gỗ hoa sen cực kỳ ngon chất lượng nhá. Đấy, hàng này thì nó đeo thì rất là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác người già đeo con này rất ok. Đấy, nó điều hòa về cái nói chung là cái vòng này nó là dạng vòng điều hòa huyết áp các nhá. Đấy, điều hòa huyết áp, nói chung là rất là nhiều tác dụng. Các bác điều hòa về sức khỏe các thứ tim mạch rất là ok luôn. Đó, một chiếc vòng này. Đấy, rất là to các nhá. Các bác có thể là đeo cổ nhá. Đeo cổ này. Đó, rồi các bác có thể là đeo tay. Đấy, đeo tay nhá, đeo tay. Nói chung là các bác đeo các chỗ luôn, các bác thích đeo chỗ nào các bác đeo chỗ đấy. Con này dạng của nó là dạng dây thun nhá. Đấy, dạng dây thun co giãn nên là các bác đeo thì các bác co giãn thoải mái này. Đấy, co giãn 4 chiều nhá, cực kỳ xịn sò, rất là ngon. Ở đây nó sẽ có một cái hình bông sen này. Đấy, một cái hình bông sen. Đấy, vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy, vân gỗ rất đẹp luôn này. Đấy, vân gỗ cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nhá. Đấy, đấy là về cái dòng sản phẩm là cái vòng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, vòng điều hòa huyết áp. Đó thì hàng của nó thì nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đấy, gửi đến tay các bác là sẽ là hàng nguyên hộp như này, rất là xịn sò con này luôn. Đó đây, hàng nguyên hộp này. Đó đây. Đó, để trong một cái hộp rất là đẹp luôn nhá. Đó, có dây giếc các thứ đầy đủ nhá. Đây. Đó đây, chữ Nhật vòng hoàng hết này. Đấy, cực kỳ ngon, xịn sò nhá. Đó, về cái dòng vòng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, vòng gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì các bác lên mã cho là cái vòng gỗ điều hòa huyết áp nhá. Đấy thì bên em đang bán giá là đi 130k cho một sản phẩm này. Đấy, và hôm nay thì bên em cũng bao ship luôn. Đấy, bao ship luôn. Đấy thì các bác lên mã cho là cái dòng vòng điều mà các bác nhá, 130k một sản phẩm này và bên em sẽ bao ship tận nhà luôn. Đấy, đựng trong hộp rất xịn sò. Hàng này các bác có thể là mua về biếu tặng. Đấy, hoặc là mua về làm quà rất ok luôn. Đó, 130.000 một hộp như này. Rất là xịn sò nhá. Đấy, rất xịn sò. Đấy. Rất đẹp nhá. Đấy, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đó, 130k bao ship tận nhà luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái bộ vít, bộ này là bộ vít bao nhiêu nhỉ? Bộ vít V63 nhá. Đấy, bộ vít V63. Đây. Các bác lên mã cho là cái bộ vít này. Bộ vít V63 nhá. Đấy, V63. Đó, V63. Đây em sẽ đi vào quay chi tiết này. Con này nó của thương hiệu Tozama nhá. Đấy, Tozama, cực kỳ ngon, xịn sò, Japan quality này. 63 chi tiết trong một hộp như này nhá. Đấy, đây. Tổng quan nó đây, rất là xịn sò, rất là ngon luôn nhá. Nó sẽ có những cái đầu lục giáp rồi là hoa thị này. Đó, rồi là sao xiếc này, cộng trừ này. Đó, ở bên này.
bên này này, nó đây nó có những cái đầu lục giác hoa thị này, tam giác này. Đấy, nói chung là rất là xịn sò luôn. Đấy, đầu cộng đầu trừ đầy đủ hết luôn nhá. Đầu dẹt đầu tròn này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để sửa chữa đồng hồ, điện thoại, rồi là máy tính, rồi là sửa kính. Nói chung là các bác sửa những cái thiết bị nhỏ ấy là con này các bác dùng là ok. Đấy, con này đi kèm thêm cho mình thì sẽ có là một cái cây vít đi kèm này. Đấy, một cái cây vít xoáy nhanh thôi nhá, một cái cây vít xoáy nhanh. Đó, hàng chuẩn Nhật made in Japan. Đấy, bộ này thì rất là xịn sò và rất là ngon luôn. Đây. Đấy, ví dụ em lấy tạm một cây hoa thị ra này để lắp cho bác xem nhá. Rất xịn sò nhá. Đấy, các bác lắp vào này. Nó sẽ có nam châm từ hút vào nhá, rất chặt luôn. Đó đây. Đấy. Tay xoáy nhanh luôn nhá, rất là xịn sò. Đấy, đi dùng xong các bác lại tháo ra các bác để vào đây. Đấy, và các bác để khi mà các bác để vào đây là tự động nó sẽ nạp từ cho những cái đầu vít này các nhá. Đấy, tự động sẽ nạp từ cái đầu vít này. Đấy, hàng rất là ngon, xịn sò. Đó, cái dòng bộ vít V63 có nhá. Đấy thì sẽ gồm có 63 chi tiết và một cái cây vít như này để các bác về các bác xoáy đồ, xoáy đạc thì mình rất ok. Và các bác nào hay sửa chữa thợ thuyền mua bộ này dùng rất ok luôn. Đấy, đa di năng, xoáy các kiểu các loại nhá. Đó thì các bác lên mã cho là cái bộ vít V63 nhá, bộ vít V63. Đấy thì bộ này bên em đang bán giá là đi 240k nhá. Đấy, 240k, hôm nay em giảm giá còn có 230k cho một sản phẩm. Và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, bao ship bộ vít V63 và cũng là 230.000 luôn và bao ship tận nhà có nhá. Đấy, hàng đựng trong hộp rất là xịn sò như này. Đấy, dùng cái nào các bác lấy cho cái đấy, không dùng các bác cất đi. Đấy, rất là gọn gàng các nhá. Tomaha. Đấy, bộ vít V63 230k một bộ và bên em sẽ bao ship các nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về cái lô bẫy chuột này. Đấy, hàng thì cực kỳ xịn sò và rất là ngon. Đó, con này thì rất là dễ dùng thôi. Đấy, rất là dễ dùng nhá. Đó, giá là 20.000 một chiếc nhá. Chất liệu của nó là dạng như ABS cao cấp nhá. Đấy, lò xo thì đẩy rất là chặt và rất là khỏe luôn. Con này thì dùng rất là dễ, các bác lấy hai tay bóp treo này. Đấy, bóp cái vào lẫy luôn nhá. Đấy, và các bác cứ thế là các bác để mồi miếc ở đây, các bác để những cái chỗ chuột hay đi lại, rồi những cái chỗ hàng chuột, hàng chiếc các thứ. Đó, rồi là phần cửa hàng rất ok. Đấy, chỉ cần chạm nhẹ cái này, đó dính luôn nhá. Đấy, chạm nhẹ cái dính luôn. Nói chung là rất là nhạy và rất là dễ dùng nhá. Rất là nhạy và rất là dễ dùng luôn. Đấy, rất là nhạy và rất là dễ dùng. Đó. 20.000 cho chiếc bẫy chuột thông minh luôn nhá. Đấy, 20.000 chiếc bẫy chuột thông minh. Bập rất là khỏe nhá. Đấy, bập cực kỳ khỏe, rất là ngon. Lò xo đẩy rất là căng luôn nhá. Đây. Và rất là dễ, một điều chắc chắn con này các bác dùng, người già chị em đều dùng được luôn nhá. Các bác lấy hai tay bóp trong cái này vào lẫy cái là cứ thế mang là đặt luôn. Không như những cái bẫy xưa các bác rất dễ bập vào tay nhá, rất là nguy hiểm, nhưng con này dùng rất là ok luôn. Đấy, 20.000 cho chiếc bẫy chuột thông minh luôn nhá. 20.000. Các bác là cái dòng chảo Đức này. Đấy, bên em về một ít cái dòng chảo Đức. Hàng này của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng luôn. Hàng này nó chỉ có cái là nó không có hộp thôi. Đấy, không có hộp vì nó mất hộp rồi, vì nó là hàng thanh lý siêu thị mà. Đó, hàng của Đức coi nhá. Made in Germany này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Các bạn nhìn thấy những cái dạng chấm này, con này nó phủ một cái lớp nano nhá, chống dính siêu ngon luôn. Đấy, riêng dòng này thì chống dính cực kỳ tốt. Chảo rất là dày. Đấy, chảo rất dày. Dày cộp luôn nhá. Những cái dòng chảo dày như này các bác đun rất là thích luôn. Nó nóng lâu nhá, nó nóng lâu mà nó om, cái độ om mà các bác dán là nó không bị cháy. Đấy, dán nó không bị cháy. Nhà này nhà em cũng đang sản phẩm cũng đang dùng cái dòng sản phẩm chảo này. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn nhá. Ở đây thì em sẽ đo về cái thông số của cái chảo đâu nhá. Đấy, đo thông số của chảo này cho bác dễ hình dung này. Con này thì cái tổng chiều dài cả cán của nó này, tổng chiều dài cả cán của nó là vào là đi 51 cm này. Đấy, 51 cm cả phần cán, cả phần chảo nhá. Nguyên cái phần lòng chảo này, đường kính chảo của nó là đi 31 này. Đấy, 31, phần lòng thì nó vào khoảng tầm 30. Đấy, 30 nhá, tầm 30. Đó, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Hàng này nói chung là mỹ mãn màu lông luôn, các bác dùng thì chấm hết luôn. Cái phần tay cầm này của nó rất là dài, các bác cầm nó không bị cấn tay và không bị nó bị cấn tay nhá, cầm nó bị cấn tay, cầm nó trường cái chảo ra, cầm nó rất là dễ cầm. Và ở đây nó sẽ có một cái đế, cái như kiểu là một cái lõm này, đấy, một cái hõm lõm tay này, đấy các bác cầm ở đây thì khi bác cầm vào nó sẽ cầm nó rất là vừa tay. Đó, phần này nó là dạng nhựa chống cháy các nhá, nhựa chống cháy, còn phần này nó là kim loại. Đấy, kim loại dạng nhôm nhá, phủ một lớp nano cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đó, đấy là về cái dòng chảo luôn nhá. Đấy, hàng của Đức luôn nhá, cực kỳ ngon chắc chắn luôn. Đây, made in Germany nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, những cái phần lỗ nó đan này, đấy để nó tản nhiệt ra đều nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đây cái logo của cái thương hiệu này các bác nhá, logo của thương hiệu này. Magic Mom này, đấy Magic Mom. Đó, made in Germany. Đó, dòng chảo của Đức nhá.
bác lên mã cho em là cái dòng chảo của Đức đi. Đấy, chảo Đức, chảo chống dính của Đức. À, bên em đang bán giá là đi 370k. Đấy, em bổ sung thêm một chút là cái dòng này nó chống dính nhá. Nó chống dính. Đấy, chống dính. 370k cho một cái dòng chảo này. Đấy, đường kính của nó, đường kính chảo của nó là 30 nhá. Đường kính chảo của nó là 30 cm. Đấy, 30 cm, rất là to luôn. Đấy, rất là to. Đây thì em đo luôn về cái chiều sâu này. Con này nói chung là nó sâu khoảng tầm là đi đây đo luôn đi bác này. Nó sâu là 5 cm nhá. Đấy, sâu, độ sâu lòng của nó là 5 cm. Và cái chiều rộng lòng, đường kính chảo của nó là đi 30 cm nhá. Sâu là 5 cm. Đấy, 5 cm và đường kính chảo là 30 cm. Đó, dòng này là chảo Đức chống dính nhá. Đấy, 370 cho một chiếc chảo Đức chống dính như này, và bên em sẽ bao ship và gửi đi tận nhà cho bác luôn. Đấy, cực kỳ ngon và chất lượng luôn nhá. Đó, đấy là về cái dòng chảo Đức này. Con này đây em sẽ đo, em sẽ cân thực tế đây. Cầm rất là chắc tay luôn. Cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Đây. Sẽ cân thực tế bác xem luôn nhá. Đấy, cân thực tế luôn này. Cái cân này đang hơi lệch. Đó, em chỉnh cân đấy nhá. Đây. Em để đây. Nó nặng 1 cân luôn. Đấy, nặng 1 cân luôn nhá. Nặng 1 cân luôn. Nguyên cái chảo là nặng 1 cân luôn, rất là nặng luôn nhá. Đấy, rất là chắc chắn, cực kỳ ngon chất lượng luôn. 370k cho một chiếc chảo chống dính này. Và bên em sẽ bao ship tận nhà con nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên nước mắt là cái dòng máy sấy giày. Đấy, con này của Panasonic thôi nhá. Đấy, made in Japan. Con này thì nói chung là nó khá là lạ. Đấy, nhưng mà nhiều bác biết rồi thì chắc là các bác cũng không lạ đâu. Đấy. Cái dòng này mới nhá. Đó, Panasonic. Con này để chuyên bác sấy giày nhá. Đấy thì khi về dùng các bác mở cái phần này lên cho em. Đấy, các bác mở lên. Mở lên thì nó sẽ như này. Đấy, các bác để đứng như này. Và các bác cho giày vào. Đấy, cho giày vào đây, em đang lấy cái tạm chiếc dép em cho vào này. Đấy, các bác cho vào, các bác xỏ vào như này. Đấy, các bác xỏ giày vào như này và các bác bật lên và để nó sấy thôi. Đấy, bật lên thì các bác cứ cắm điện trực tiếp vào và các bác xoáy cái phần đồng hồ nhá. Đây là cái phần đồng hồ hiện giờ nhá. Đây nó có sẽ có 30 phút này, 60 phút này, đấy, 90 phút này và 120 phút này. Đây là cái đồng hồ hiện giờ nhá. Nghĩa là các bác tùy theo cái độ ướt của giày thì các bác sử dụng nhá. Ví dụ là giày ướt thì các bác cho tăng thời gian đi. Còn là giày khô, nó gần khô rồi, các bác muốn sấy lại cho nó khô hẳn đi thì các bác để khoảng tầm 30 rồi là 15, 20, 15 phút rồi là 60 phút thôi. Đấy, tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng thì các bác điều chỉnh cái phần công tắc hẹn giờ đây nhá. Đấy, công tắc hẹn giờ, đây là cái công tắc hẹn giờ. Thì nó hẹn giờ là từ đây, từ 30 đến 120 phút này. Đấy thì các bác xỏ giày và các bác có thể là xỏ tất vào đây. Con này thì ngoài chức năng là sấy giày khô đi thì nó có chức năng nữa là khử mùi và diệt khuẩn các bác nhá. Đấy, khử mùi và diệt khuẩn cái đôi giày của mình. Đấy, các bác đi nó không bị hôi chân nữa. Các bác con này thì cứ cắm điện trực tiếp 220 nhá. Bên em đã lên điện 220 rồi. Về các bác sử dụng điện 220 bình thường. Đấy, về các bác sử dụng điện 220 bình thường. Cái phần nhiệt nó tỏa ra ở cái phần ống này thì nó rơi khoảng tầm là 40 độ nhá. Đấy, bữa trước em đang đo của nó là 40 độ. Đấy, khoảng tầm nó trong khoảng tầm xấp xỉ là 40 độ nhá. Nên là các bác dùng thì yên tâm, không bao giờ lo bị hỏng giày như nào cả. Đấy, sấy ở cái nhiệt độ khoảng tầm 40 độ thì nó rất là ok rồi. Nói chung là nhiệt độ đúng như kiểu là dạng nhiệt độ ánh nắng mặt trời luôn. Đấy, 40 độ. Đó, đây thì các bác cứ dựng lên như này thôi. Đấy, có thể dựng lên như này, dựng ngửa lên như này hoặc là gấp như này. Đấy, rồi khi các bác đẩy xuống thì các bác ấn cái nút này xem. Các bác ấn nút này thì các bác sẽ gập xuống gọn như này. Rất là nhỏ gọn, các bác có thể làm mang đi du lịch các thứ, dùng rất là tiện luôn. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước khi mà gập vào này. Chiều dài của nó là đi 26 này, chiều rộng của nó là đi 17 này. Đấy, còn khi mà các bác ngửa hết lên như này thì chiều cao của nó là đi 30 nhá, chiều cao 30. Đấy, thì rất là dễ sử dụng. Về trước tiên các bác cắm điện vào, các bác xỏ giày vào cho em và các bác cài đặt thời gian hiện giờ bao nhiêu phút và các bác đợi hết thời gian là nó nảy xong, ok là các bác đã sấy xong, sấy khô đôi giày của mình hoặc là sấy tất cũng được, sấy giày sấy tất. Đấy, hàng chuẩn Nhật Panasonic made in Japan nhá, cực kỳ ngon. Đấy, sấy vừa chức năng sấy giày cũng như là diệt khuẩn đó và khử mùi các bác nhá. Đó thì các bác lên mã cho nó cái sản phẩm là máy sấy giày. Bên em đang bán cái sản phẩm này với giá là 300k bao ship nhá. Đấy, 300k cho một chiếc máy sấy giày này và bao ship. Đấy, nói chung là con này các bác dùng trong mùa mưa. Đấy, do là mùa nồm ẩm thì cực kỳ là ngon và chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái dòng ví da nhá. Đấy, dòng ví da bò nguyên miếng này. Đấy, đã có thắt lưng rồi thì các bác có thể mua thêm ví thì để về làm phụ kiện đi kèm. Đó thì thắt lưng ví luôn nhá. Đấy, mua cả combo luôn. Luôn cũng được, hoặc là
nguyên ví này về các bác đựng này. Đó, dòng ví da nguyên miếng luôn nhá. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đấy, rất là nhiều ngăn nhá, một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn này, một ngăn khóa luôn nhá. Khóa khiếc ngon lành luôn. Đấy, một ngăn khóa khiếc ngon lành luôn nhá. Con này thì cái phần ví của nó, cái chiều dài của nó là 24 cm này. 24 cm nhá. Phần chiều cao của nó là 10 cm nên là các bác yên tâm là các bác đựng được rất là nhiều tiền luôn nhá. Đấy, của ví của nó rất là rộng luôn. Đấy, hàng da bò nguyên miếng, càng dùng càng bóng và càng mềm. Đó thì có hai màu. Bên em có hai màu nhá, màu nâu và màu đen này, màu nâu này và màu đen này. Đấy, hai màu cơ bản, màu nâu và màu đen. Vòng dòng ví da bò nguyên miếng. Ngoài ra thì cái phần này của nó thì rất là nhiều ngăn. Ngăn nhỏ, ngăn to có đầy đủ luôn này. Đây này. Đấy, ngăn này các bác đựng thẻ này, ngăn trong này các bác có thể là đựng quỹ đen video đấy cũng được này. Đó, rất là hay. Rồi là ngăn này có một cái ngăn giấy bóng này, các bác để ảnh người yêu đây này. Đấy, rất là ok luôn nhá. Cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Đó, dòng ví da bò nguyên miếng. Đó thì có hai màu, một màu nâu và một màu đen. Đó thì bên em đang bán cái sản phẩm ví da bò nguyên miếng này với giá là 200k bao ship cơ nhá. Đấy, riêng dòng ví da này thì các bác được bao ship nhá. 200.000 cho một cái sản phẩm ví da bò này và bên em sẽ bao ship luôn. Giá cực kỳ là tốt rồi. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng bẫy chuột này, thông minh này, cực kỳ ngon chất lượng nhá. Con này thì rất là dễ dùng. Các bác cứ lấy hai tay bấm cho em cái này. Đấy, nó vào lẫy đó, là ngon lành luôn này. Đấy, phần này trong này các bác có thể để mồi để nước đây. Hàng này cực kỳ nhạy luôn nhá. Hàng cực kỳ nhạy và cực kỳ ngon luôn. Đây em lấy cái bìa này chạm cho các bác này, chạm nhẹ cái này. Nhảy luôn nhá, cực kỳ ngon chất lượng này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa ABS cao cấp nhá. Nên là rất là cứng cáp, dày dẫn nhá. Đấy, lò xo đẩy rất là căng tay luôn. Con này dùng các bác cứ dùng này. Bấm cho em cái này. Đấy, vào lẫy cái là dùng thôi. Đấy, các bác để mồi, một tay các bác giữ này, một tay các bác để mồi này. Đấy, và dùng này. Đấy, các bác để những chỗ hàng chuột, cái chỗ nó chuột nó hay chạy qua chạy lại thứ ra. Rồi là đầu hàng chuột chạy qua cái là dính luôn nhá. Cực kỳ nhạy chất lượng luôn. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Cực kỳ ngon chất lượng luôn này. Đấy, đập phát nào nhảy phát đấy luôn thôi nhá. Và rất là dễ dùng. Rất là dễ dùng, cực kỳ dễ dùng luôn nhá. Đấy, cứ lấy hai tay bấm em bấm đều tay cái là dính luôn nhá. Đây, lấy hai tay bấm cái này vào lẫy này. Đó là dính luôn. Đấy, rất là ngon này kìa. Bẫy chuột thông minh nhá. Các bác lên mã cho em vào cái dòng bẫy chuột thông minh. Bên em đang bán cái sản phẩm bẫy chuột thông minh này với giá là đi 20.000 luôn nhá. Giá cực tốt luôn. 20k cho cái sản phẩm bẫy chuột thông minh này. Đấy, 20.000 một chiếc thôi nhá. 20k cho cái sản phẩm bẫy chuột thông minh. Cực kỳ ngon chất lượng, chất liệu như ABS cao cấp nhá, rất là dễ dùng. Cứ lấy hai tay bấm cho em cái vào lẫy cái là ngon lành cái nào luôn này. Đấy, lấy hai tay bấm ấn mạnh một chút này. Đấy, là nó vào lẫy kiểu như tạch cái là xong. Đấy, rất là nhạy luôn nhá. 20k cho một chiếc bẫy chuột thông minh này. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng bảng tự xóa này. Đấy, cái dòng bảng tự xóa nhá. Đây, dòng bảng tự xóa, bên em bán rất là nhiều rồi. Đó, dòng bảng tự xóa này. Con này thì cái màn hình của nó là màn hình cỡ 8,5 inch nhá, 8,5 inch. Đi kèm thêm bộ sản phẩm thì sẽ có bút vẽ các thứ như này. Đấy, tại sao là bảng tự xóa thì em sẽ giải thích bác luôn. Các bác cứ lấy bút ghi vào đây nha. Đấy, vì nháp ghi chữ vào đây. Các bác bấm nút vào cho em này. Đấy, tự động nó xóa hết nhá. Và các bác lại viết lại các thứ ra. Đấy thì hay gọi là bảng tự xóa. Đây. Viết các kiểu nhá. Bấm nút cả, mất luôn rồi nhá. Đấy thì hay gọi là bảng tự xóa. Bộ này thì các bác có thể là mua về cho trẻ em là mình học bài này. Rồi là tập viết chữ tô màu vẽ hình này. Rồi là mua về cho các cháu làm cái vở nháp cũng được. Bây giờ vở nháp thì cứ phải một quyển sách riêng thì nó hơi bất tiện. Ví dụ là mua về cho các cháu làm nháp, cộng trừ nhân chia ở đây xong là bắt đầu ghi đáp án vào. Đấy, tính toán xong bắt đầu lại bấm nút xóa đi cái mất luôn nhá. Đó, hoặc là mua về người lớn thì có thể mua về. Ví dụ là trong cái việc giảng dạy. Đấy, cái việc giảng dạy các bác có thể mua về. Ví dụ như là viết cho học sinh, viết mẫu học sinh chẳng hạn này. Đó thì cũng rất là hay luôn. Nói chung là ứng dụng được trong rất là nhiều việc nhá. Rồi là kỹ sư các thứ kiến trúc là mua về ghi số, ghi má, ghi thông số thứ vào đây rồi. Đấy, đi công trình các thứ rất là hay nhá. Đó, một cái con bảng tự xóa. Nghĩa là các bác cứ viết vào đây, ấn nút xóa cho em là tự động nó mất hết các nhá. Và các bác lại viết lại từ đầu. Đó, dùng rất hay nhá. Thì gọi là bảng tự xóa hoặc là bảng nháp. Đấy, rất ok luôn. Đi kèm thêm là có bút biếc các thứ đầy đủ đi kèm nhá. Đấy, mà giá thì cực kỳ là tốt rồi. Con này thì một cái lưu ý là khi mà các bác mua về thì nó sẽ đẩy mặc định là về cái nút khóa này. Đấy, về cái nút khóa này, nếu mà các bác dùng các bác phải đẩy về cái nút mở khóa này thì các bác phải dùng luôn nhé. Còn các bác cứ để cái nút khóa này các bác không viết được đâu. Viết mà các bác ấn là nó không xóa đâu. Nên là các bác phải đẩy về cái phần mở khóa này. Đẩy về phần mở khóa cho em là các bác viết ngon lành luôn. Đó, một chiếc bảng tự xóa nhá. Thì em các bác lên mã xem là bảng tự xóa. Bên em đang bán cái sản phẩm bảng tự xóa này với giá là đi bảng tự xóa này.
với giá là 100k nhá, 100k cho một cái sản phẩm bạc tự xóa này. Đấy, giá cực kỳ là tốt luôn nhá. 100.000 cho một cái sản phẩm bạc tự xóa này. Đấy, 100k một chiếc các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên đây bác là một con dao chặt C7 này. Đấy, 200.000 một con này nhá. Giá cực kỳ tốt, còn đúng một con thanh lý nốt nhá. Đấy, giá rất là tốt luôn. Đấy, thì em sẽ lấy về cái thước đo về kích thước của nó các bác nhá. Con này cái tổng chiều dài của nó là đi 31 cm này, phần bản lưỡi của nó dài là 20 cm. Phần rộng bản lưỡi là đi 9,5 cm này, gần 10 cm. Đấy, cực kỳ to, tát chắc chắn luôn nhá. Hàng này hàng liền thân này, ốp gỗ hai bên 3 đinh tán này, đi tán đồng luôn nhá. Đấy, con này mua về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt xương trước cho em. Con này của thương hiệu Akatsuki, hàng made in Japan này. Phần trên này nó làm nhám để chống dính này, phần dưới làm trơn bình thường. Đó, phần trên này rất là nhiều bác hỏi cái phần nó làm nhám để làm gì. Nhám để chống dính nhá. Đó, thì các bác lên mã trên là cái con dao chặt C7 nhá. Đấy, thì bên em đang bán giá cực kỳ tốt luôn, cực tốt nhất trong cái YouTube này luôn nhá. Đấy, không ai bán cái con dao chặt mà ngon như này, giá chỉ có 200.000 đâu. Đấy, bên em còn bán 200.000 này, còn thậm chí bao ship với bác luôn nhá. Gọi là bán là không lợi nhuận luôn đấy. Đấy, bán giá này thì không có tí lợi nhuận nào luôn. Đó, 200k một con nhá, gọi là bán chiên thôi bác thôi. Đấy, đi bác nhanh tay đặt hàng nhá. Đấy, em chỉ còn có một cây thôi nhá, thì lên nốt bác này. C7 200k bao ship với nhá. Đấy, 200k bao ship, các bác lên mã cho dao chặt C7 200k bao ship. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên đây bác là cái dòng mũ thắt lưng này. Đấy, mũ thắt lưng vải các kiểu nhá. Đấy, thì bên em có những cái dòng mũ ví dụ như là màu xám ghi này. Đó, lên form cực kỳ đẹp nhá. Logo thêu tay nhá, đường kim mũ chỉ cực kỳ là sắc sảo, đẹp luôn nhá, cực kỳ ngon. Đấy, dòng này, cái dòng mũ này thì cho bác nào thích sự ngầu ngã quân độ đấy bác mua về cho em. Đó, đeo cực kỳ chất lượng luôn. Đó, rồi là cái dòng dàn di này, mũ dàn di này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, Air Force này, đấy logo thêu tay luôn này. Rồi ngoài ra thì bên em có màu đen này. Đấy, màu đen cũng rất đẹp luôn nhá. Đấy, màu đen nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn này. Đấy, logo Air Force nhá, cực kỳ ngon. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng mũ tai bèo. Đấy, bác nào hay đi làm hay đi các thứ giờ hoặc là con này đi du lịch các bác đội rất ok. Đấy, cực kỳ là ngầu luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đó, vành mũ các thứ nhá, rất là cứng cáp dày dẫn này. Đó, ngoài ra thì cái phần này có dây thít luôn nhá, dây thít để nhìn cho nó các bác đeo nó ôm đầu đi gió đi máy các thứ là nó không bị bay mũ. Đó, và con này các bác có thể gài như này. Gài như này chưa? Đó, thì là nó thành cái tai bèo nhá, thì hay gọi là cái mũ tai bèo đấy. Đấy, con này hay gọi là tai bèo. Đó, khuy khóa đồng luôn nhá. Ngoài ra có lỗ thoáng, lỗ thoát hơi luôn này. Đấy, lỗ thoát hơi bằng đồng luôn nhá, cực kỳ ngon chất lượng. Dòng này thì quá đẹp rồi. Đấy, đường kim mũ chỉ cực kỳ nét luôn nhá. Đó thì bên em đang bán 4 cái sản phẩm dòng mũ như này. Gồm có mũ đen, mũ dàn di này. Mũ đen, mũ dàn di này, rồi là mũ tai bèo này, thì bên em đang bán đồng giá thì là 100.000 thôi nhá. Đồng giá thì 100.000. Đó, đồng giá 100.000 là mũ thôi nhá. Rồi ngoài ra thì có cái dòng thắt lưng vải này. Thắt lưng vải US này. Đây, thắt lưng vải US rất là ngon luôn. Đây. US nhá. Đấy, US rất là ngon luôn này. Đấy, US nhá, 1966 nhá. Đấy, thì cái dòng US này thì bên em đang bán cái dòng thắt lưng vải US này. Với giá là đi 140k một chiếc thôi nhá. Đấy, con này cái phần lẫy của nó thì cũng rất là dễ dùng thôi. Các bác chỉ cần gập vào nhà là ok, dùng xong các bác đẩy ra. Đấy, rất là nhẹ nhàng tình cảm nhá. Nó mà khi gập lên nhà mà. Đó, chất liệu của nó là dạng vải dù bện này. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, cực kỳ chắc chắn và rất là ngon. Đó, thì cái dòng thắt lưng US này, đấy, thắt lưng vải Mỹ này thì bên em đang bán là 140k một chiếc thôi nhá. Đấy, 140k cho một chiếc thắt lưng vải US này. Đó, đầu bọc da luôn nhá, không bị xù. Đó, 140k một chiếc. Các bác mua cả combo gồm có một mũ bất kỳ và một thắt lưng. Đấy, một mũ bất kỳ và một thắt lưng. Ví dụ có quả cho thô một combo gồm có một mũ đen và một thắt lưng này thì giá của nó là 230k nhá. Nếu mà các bác mua theo combo thì được lợi hơn, thì sẽ được rẻ đi hơn rất là nhiều nhá. Thì là 230.000. Còn khi mà các bác mua hai mũ, ví dụ là các bác mua hai mũ, các bác bảo lấy cho tôi hai mũ đen hoặc là một mũ đen, một mũ dàn di này thì giá là 200k bao ship coi nhá. Đấy, giá thì hôm nay cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì đây em sẽ báo giá lại này. Mũ thì đồng giá 100k nếu mà các bác mua lẻ từng chiếc một. Còn các bác mua hai chiếc mũ rồi giá lên thì là bao ship nhá. Còn thắt lưng thì là 140k. Còn các bác mua combo gồm có một thắt lưng và một mũ thì là 230k các bác nhá. Đấy, thì là giá của nó là như thế. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về cái dòng lô chổi lau kính nhá. Đấy, chổi lau kính nhá. Con này bên em đang bán giá 100k một con bao ship nhá. Chổi lau kính này thì đây. Về thì các bác tự lắp ghép vào thôi. Đấy, rất là dễ lắp ghép con nhá. Đấy, về các bác tự lắp ghép vào. Đấy thì em đã lắp ghép thì tổng quan nó sẽ như này. Đó, có thể con này nó sẽ có thể gập chéo như này này. Đấy, gập chéo này các bác đẩy chéo cánh như các bác nhá. Rồi là để ngang như này. Đó, ở đây nó sẽ có phần là phần đẩy kính này. Đấy, cao su đẩy kính, phần này phần lưới này. Đấy, để các bác phần chổi này các bác vệ sinh này. Đấy, dạng của nó dạng vát nhá. Các bác nhìn này.
đấy, dạng của nó dạng vét nhá. Đấy các bác đẩy một cái chỗ này thì nó dài là khoảng tầm là hơn mét nhá, đấy, dài còn hơn mét đây, nó dài còn hơn mét đây. Đó các bác đẩy trên cao thoải mái luôn nhá. Đây tay các bác để đây, các bác cầm các bác đẩy trên cao rất tiện luôn. Các bác vệ sinh cửa kính cao nhà mình, nó không cần phải với, không cần phải kê ghế cái ghiếc lên, các thứ rất là lằng nhằng. Đó có phần đẩy này, đấy phần cái liếc đẩy này, đấy các bác đẩy rất là sạch luôn, nó tiện dụng các bác nhá, tiện dụng. Đấy thì các bác lên mã cho nó cái dòng chổi lau kính nhá. Đấy, chổi lau kính, con này chổi lau kính nhá, thì em đang bán giá 100k bao ship. Con này về thì các bác cứ lắp, tự lắp đặt và các bác sử dụng thôi nhá. Đấy lắp đặt. Sản phẩm tiếp theo thì bên em vẫn còn cái dòng mài ba khe này của Tamasaki các bác nhá. Đấy Tamasaki 220k một cái bao ship nhá. Con này thì nó có 3 chế độ mài này. Đấy mài thô, mài bén, mài tinh này. Đó thì các bác cứ mài từ trái qua phải này, mài từ đây sang đây và đây, các bác cứ muốt vuốt cho em mỗi lần mỗi khe khoảng tầm 3-4 lần là các bác đã hoàn thành xong 3 bước mài dao cơ bản này. Các bác mang ra thái thịt nó ngon lành cây nào luôn. Đấy, các bác có thể làm mài dao thái hoặc là dao chặt ngon lành luôn nhá. Khe thì khá là rộng, các bác thoải mái mài. Đó, hàng của thương hiệu Tamasaki. Đế chân nó có cao su nhé các bác, để phần mặt kính và mặt bê tông có thứ không bị trơn trượt nhá, mài rất ngon. Đấy các bác cứ vuốt qua vuốt lại cho em mấy lần là ngon nhá. Đấy các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là mài ba khe, bên em đang bán giá là 220k một con bao ship này. Sản phẩm tiếp theo thì là cái dòng môi múc canh. Đấy môi múc canh của Đức nhá, của thương hiệu Wailing. Dòng môi thì môi vũng rất là sâu luôn nhá, nên các bác múc canh rất là ok. Đấy ngoài ra thì cái phần tay cầm của môi này nó không bị dài quá, không bị ngắn quá, các bác cầm nó rất là vừa tay. Có logo Wailing này. Con môi múc canh này thì bên em đang bán giá là đi 90.000 một con thôi nhá. Đấy, 90k cho mấy con môi múc canh này. Đấy, 90k một con thôi, giá cực tốt luôn. Môi thì cực kỳ là dày rất chắc chắn, chất liệu là inox 304 nhá. Đấy, các bạn nhìn này, inox 304, môi rất dày, các bạn nghe tiếng gõ này. Đấy, tiếng gõ thôi là cảm thấy cái môi nó dày như nào rồi. Đấy, môi nó dày nào quá nhá. Đấy, 90k một cái môi nha. Các bạn nhìn này. Thứ môi rất dày nhá, logo Wailing này. Đấy, 90k một con. Sản phẩm tiếp theo thì là cái dòng hộp thìa của Đức này. Đấy, hộp thìa của Đức. Hộp thìa này thì sẽ gồm có 5 cái. Hộp này là cái dòng thìa dài nhá. Đấy, dòng thìa dài. Đấy, dòng thìa dài nhá. Đấy, tùy theo nhu cầu dụng thì các bác có thể là mua cái dòng thìa cho mình cho hợp lý. Dòng thìa dài này thì bên em đang bán một cái hộp thìa dài 5 thìa như này. Giá là 100k một hộp, hàng gửi đến tay bác là nguyên hộp của thương hiệu Wailing quá nhá. Thương hiệu Wailing có logo dập chìm luôn trên thân xìa nhá. Đó, 100k cho chiếc hộp thìa dài nha. Ngoài ra thì bên em có cái dòng hộp thìa ngắn này. Đấy, hộp thìa ngắn nhá. Đấy thì tùy nhu cầu sử dụng các bác dùng cái hộp thìa ngắn như này. Hộp thìa ngắn như này giá cũng là 100k. Đấy, cái dòng hộp thìa ngắn và hộp thìa dài thì đồng giá là 100k và bên em đều bao ship nhá. Đấy, bao ship toàn quốc luôn. Đấy, dòng thìa thì rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Dòng thìa của Đức với là môi canh của Đức thì nói chung là các bác nào dùng các bác biết rồi. Cực kỳ ngon, chất lượng luôn và rất là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Thìa ngắn thì là 100k bao ship, thìa dài cũng là 100k bao ship, hai dòng này đồng giá. Đều bao ship luôn, giá thì cực kỳ là tốt rồi nha các bác nhá. Hàng gửi nay các bác là hàng nguyên hộp luôn. Thì các bác lựa chọn làm sao cho cái sản phẩm cho phù hợp các nhá. Tiếp theo thì bên em vẫn còn cái dòng đũa inox này. Đấy, một cái hộp đũa inox 5 đôi. Đấy, một hộp đũa inox 5 đôi này. Đũa thì đầu đũa có phần hệ thống chống trơn trượt này. Đấy, thì các bác gấp thì các bác cứ yên tâm. Đũa là chất liệu inox 304 luôn nhá. Đây, SOS SU 304 này, logo Wailing dập chìm này. Một cái hộp này gồm có 5 đôi nhá. Đấy thì các bác có thể là mua về. Cái dòng này thì nói chung là cực kỳ sạch sẽ rồi. Dùng nó không bị nấm mốc nhá. Đấy, dùng nó không bị nấm mốc và các bác dùng ở nhiệt độ cao dùng ok luôn. Đó, đấy là về cái dòng đũa inox bên em. Đấy thì dòng đũa inox này bên em đang bán một cái hộp đũa 5 đôi này, giá là 100k một hộp nhá. Và bên em sẽ bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng chiếu điều hòa bên em nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa. Chiếu Nhật cũng nhá. Cực kỳ ngon xịn sò. Con này của thương hiệu Muji nhá, Made in Japan này. Đấy, dòng này của nó là dòng chiếu mây nhá. Dòng chiếu mây. Đấy, đan bện rất là kỹ càng luôn nhá. Đấy, từng đường kim mũi chỉ may rất là đẹp nhá. May rất đẹp. Con này dạng của nó là dạng hai mặt, một mặt lụa này. Đấy, một mặt lụa đằng sau nhá. Đấy, một mặt lụa đằng sau này. Và mặt đằng này là mặt mây này. Đấy, mặt mây thì có thể làm mùa hè. Mặt lụa này có thể là nằm mùa đông nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có một cái dây như này. Các bác có thể là cạp vào cái phần đệm giường nhà mình ấy, nó không bị bật, không bị xô chiếu nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Bốn góc đều có bốn góc, góc nào cũng có luôn nhá. Đấy, bốn góc bốn cái. Đó, đi kèm thêm bộ sản phẩm thì sẽ có kèm thêm cho mình là hai cái tấm vỏ gối tặng kèm như này. Đấy, hai tấm vỏ gối tặng kèm của nhà sản xuất. Đấy, tặng kèm thêm hai tấm vỏ gối. Về các bác có thể là lồng cái ruột gối nhà mình đang làm vào hoặc là các bác mua thêm về các bác lồng vào nhá. Đấy, gối thì rất là to luôn. Đó, nói chung là các bác dùng thì nó rất là đồng bộ nhá.
Đấy, dùng rất là đồng bộ luôn. Nó dùng cực kỳ là đồng bộ và xịn sò. Nằm thì rất là mát người nhé. Đấy, nằm nó mát người thì bác yên tâm về vấn đề là ngủ ngon hay không rồi. Nằm nó mát người thì ngủ rất là ngon và không bị đau xương, đau xa, đau người, đau ngậm coi nhá. Đấy, khoan khoái cái giấc ngủ của mình. Nói chung là tốt nhất là cái giấc ngủ nhá. Đấy, chú trọng nhất là cái giấc ngủ của mình. Đấy, bác lên mã cho là cái dòng chiếu Nhật hoặc là chiếu điều hòa. Bên em có hai cỡ là 1m6 và 1m8 nhá. Đấy thì giá em đang bán là 520. Trong video này thì bên em giảm giá sập sàn luôn. 500k bao ship tận nhà coi nhá. Đấy, 500k bao ship tận nhà. Thì các bác về có thể đo theo cái chiều dài, chiều rộng nhà giường nhà mình. Thì bên em có hai cỡ 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, các bác đo làm sao cho nó phù hợp. Đấy, với lại cái phần giường nhà mình thì giá là 500k, bên em bán đồng giá là 1m6 và 1m8, bán đồng giá là 500k bao ship tận nhà nhá. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan, gửi đến tay các bác là hàng vẫn còn nguyên trong túi kia luôn các nhá. Các bác có thể là mua về biếu tặng ok luôn đấy nhá. Đấy, đi kèm thêm vỏ gối thì nhìn nó rất là đồng bộ luôn. Đấy, cực kỳ ngon xịn sò nhá. Rồi đấy là một số sản phẩm của em trong video này. Thì bác nào có nhu cầu về hàng hóa nhá, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp em. Số đi em để phần mô tả tiêu đề video. Các bác xem video đừng quên ủng hộ, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhá em. Xin chào và gặp lại bác trong những video sau.